make a big noise. Tâm Việt kính chào khách quý. Hello. Hello mọi người. Là các bạn xin kính chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay khuy bát của em là V18 là mẫu 2US bát 5 tức luôn nha mọi người ha. Rồi. Thì những lần trước mình đã quay video về cái mút này nè. Nó đập đó mọi người. Và cuốn BE thì nó quá bình thường rồi. Thì hôm nay mình chơi lớn luôn. Là mình sẽ tận dụng những cái ốc vít có trong hộp đồ nghề của mình ha. Đây, những con này đây. Chút nữa thì mình sẽ bỏ trong bát cho nó đập nha mọi người. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử này. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhạc nha mọi người. Đây, mình sẽ mở nhạc để maximum. Rồi. Cái này là nó hơi nguy hiểm cho mọi người nên là quay cũng phải né xa nó ra một tí. Chưa hiểu bài hết trơn rồi. Mấy cái vậy? Video tới đây thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra một chút thời gian của mình để xem hết video ngày hôm nay. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tìm mấy con ốc đây, nó đánh bay đâu mất tiêu rồi. Rồi, bye bye mọi người nha.